Vật tư nông nghiệp Thùy Nhung xin kính chào các anh các chị cùng toàn thể các bạn. Hôm nay thì Nhung đã tìm được cái mẫu chậu bonsai bằng nhựa cho các anh các chị yêu cây yêu hoa nhé. Ui, cái mẫu này đẹp lắm các anh các chị ơi. Đây này. Mẫu này là một cái mẫu chậu nhựa PP hàng Trung nhá, giả gốm cổ của Trung, dạng ống rất là đẹp luôn các anh các chị nhé. Và mẫu chậu thì được in sơn trực tiếp lên thành chậu nhá, không phải hàng, không phải dán nha. Đây là chậu in sơn trực tiếp các anh các chị nha. Nhìn nó sẽ rất là đẹp và cái mẫu này thì là một cái mẫu nhỏ xinh. Nhựa rất là dày các anh các chị nhá. Nhựa rất là dày luôn này. Chắc nó phải được tầm 3 ly ấy. Dày lắm, cầm nó nặng tay, chắc tay mà cái chậu đó. Nó rất là đẹp luôn, nhìn ngoài nó rất là đẹp luôn các anh các chị nhá. Em quay đây thì chưa, không biết là các anh các chị có nhìn được nó đẹp không. Nhưng mà thực tế ở bên ngoài thì nó rất là đẹp. Đây. Và cái mẫu chậu này này. Các anh các chị nhìn đấy. Nó tạo cái hình gọi là chóp nón, cái hình chóp nón lên để trồng cây nó được thông thoáng vào bên trong bộ rễ của cây nhé. Rất là đẹp luôn. Đây, nhìn quay từ phía sau đây ạ. Đấy. Các anh các chị sẽ nhìn rõ được cái mẫu chậu. Nó rất là đẹp và cái nó cũng tạo cái chân đế nhá, tạo cái chân đế kê để thoát nước nữa. Và cái mẫu này nó ở bên dưới đáy nó là cái mẫu ghi là cái LH185x230. Thì Nhung lấy luôn cái mã này là mã giả cổ nhá. Tròn giả cổ LH185. Không để các anh các chị chờ lâu thì em xin được chi tiết về cái mẫu chậu này luôn. Đây là cái đo ở miệng nó được là 18,5 nhá. Và cái lọt lòng xem nào. Lọt lòng nó được 15 các anh các chị ơi. Lọt lòng được 15 và cái chiều cao của nó xem nào. Chiều cao phải bỏ đĩa. Chiều cao là 23 nhá các anh các chị nhá. Cái đĩa này là cái đĩa mà Nhung tìm để Nhung tặng thêm cho mọi người nên là nó hơi to. Hơi to hơn so với cái chậu một chút nhưng mà nó cũng vẫn rất là đẹp nhá. Vẫn rất là đẹp. Và cái mẫu này hiện tại thì đang có giá là 37.000 một chậu nhá. 37.000 một cái chậu như thế này. Một cái chậu bonsai như thế này. Bằng nhựa nhá các anh các chị nhá, bằng nhựa cao cấp đây, bằng nhựa giả sứ đấy, à, giả gốm đấy. Rất là đẹp luôn. Và em sẽ tặng thêm một đĩa như thế này. Các anh các chị có thể lấy 5 chậu nhá. 5 chậu là 185.000 cộng với phí ship 30.000. 10 chậu sẽ là 370.000 cộng với phí ship 30.000. Các anh các chị lấy theo cái nhu cầu của mình nhá. Video ngắn vừa rồi thì vật tư nông nghiệp Thùy Nhung vừa mới giới thiệu đến các anh các chị cùng toàn thể các bạn mẫu chậu bonsai giả cổ LH185. Anh chị nào yêu thích cái mẫu chậu bonsai giả cổ này thì cho Nhung xin một nút like, một nút đăng ký kênh cũng như là một nút chia sẻ về trang cá nhân nhé. Em Nhung cảm ơn rất là nhiều ạ. Bây giờ thì Nhung xin chào và hẹn gặp lại các anh các chị ở video ngắn lần sau nhé.